Rồi ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là DNA Gaming và hôm nay mình sẽ làm một cái clip về mở hộp cái gói hàng mà mình đặt trên shop mình đột kích nhá. Thì gói hàng này là shop là gọi là cái mô hình PUPG. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mở nhá. Xem nào, các bạn xem rõ rồi nhá. Đây. Rồi, mình sẽ mở hộp. Đây, các bạn này. Mình cắt mạnh quá nó thủng ở đây luôn rồi. Rồi, đấy các bạn thấy chưa? PUBG nhá. Đấy. Nó bị mình mở ra này. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Rồi. Rất là đẹp, đây là một cái móc khóa nha. Đấy, đúng như trong hình mình mua luôn. Rồi, đúng như trong hình. Đấy, móc khóa này các bạn móc vào hộp bút chẳng hạn. Đây, cái mũ này. À, cái mũ luôn. Kiểu mũ PUBG đây rồi. Đây đội mũ này. Cái chảo các bạn ạ, cái chảo này. Chảo nước tất cả bằng kim loại nhá. Đây. Tất cả bằng kim loại. Rất là đẹp. Đấy, thấy chưa? Rất là tinh tế luôn. Rồi. Bây giờ cái này có đóng chặt được không? Rồi, này là ok rồi. Các bạn móc khóa cũng rất là đẹp. Đó, nó như thế này thôi, rất là đẹp. Bạn cầm theo cái bên túi chơi cũng được. Đó, thôi thì bạn đánh giá của mở hộp của mình ở đây là kết thúc rồi. Bạn nào thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like, xem, comment, một subscribe nha. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, tạm biệt các bạn. Bye.